Mày thảnh nó chơi ác cái đó. Á hồ rút ra xong rồi bỏ đá vô mà trộn thêm tí thi trộn nó được, nó đưa nó thông với lại hồ lên đây. Cái khối đó mà rút hồ ra mà bo cát bo đá vào thế này, à, bo xi vào thế này. Lười. Ngày mai mở ra cũng tự chết. Ai mà đưa hồ với đưa cát cái gì? Chịu mấy thánh. Thank you.